Chiếc tủ này hiện tại có giá là trên 19 triệu một xíu, nhưng với hai công năng là bảo quản rượu vang và uống xì gà. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Chủ đề về thú chơi rượu vang xì gà, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách một chiếc tủ đựng rượu vang và xì gà 2 trong 1. Với kích thước chiều cao, chiếc tủ này hiện tại chiều sâu là 59,5 cm, chiều cao là 86 cm và chiều rộng là 57 cm. Với một chiếc tủ mà có 2 cánh và 2 ngăn, chất lượng của chiếc tủ này tạo nên bởi phần thép và phần kính và những chi tiết đi kèm rất là cao cấp, và bên trong là những khay bằng gỗ. Ở đây có 2 cái cây, này là 2 cái cây của cánh cửa để mà mình ráp vào từng cánh cửa để mình kéo, tại vì Kỳ Lân đang review là tủ mới, tủ new. Với 2 thanh cửa này là chất liệu cũng từ thép, mình sẽ ráp vào đây để khi mà mình mở mình sẽ kéo cánh cửa ra. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn, 6 ngăn, 7 ngăn. Bây giờ Kỳ Lân sẽ lấy rượu để vào thử. Trong mỗi ngăn này thì sẽ có bảng điều khiển, có hiển thị số đèn led, công tắc nguồn và ánh sáng nhiệt độ nằm ở trên phần bảng điều khiển này. Trong này thì có những cái vít kèm theo để mình vặn cánh cửa, và đi kèm nữa là 2 cái chìa khóa để khóa ở đây, khóa mà mở ở đây. Đây, khóa mở tương tự khóa mở, và chìa khóa này mở được cho cả hai. Và bên trong ngăn đựng xì gà sẽ có 1 ngăn có gắn sẵn cái đồng hồ để đo độ ẩm, để chúng ta canh thực xì gà này ủ đủ độ ẩm chưa, để cho độ ẩm của xì gà đủ chuẩn và khi chúng ta hút sẽ rất là ngon. Một điếu xì gà ngon mà chúng ta bảo quản giữ được độ ẩm tốt và ủ tốt thì điếu đó sẽ hút rất ngon. Thú chơi xì gà là chúng ta phải chơi đúng cách thì cái sự ngon và sự tuyệt vời trong thú chơi nó sẽ trở nên thăng hoa hơn rất nhiều. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử để một chai rượu vào cho cách hình dung. Một ngăn như vậy là để được 2 chai rượu, 2 chai, 4 chai, 6 chai, 8 chai, 10 chai, 12 chai, 14 chai. Ngăn đựng rượu là được 14 chai, còn mà bên xì gà thì để được rất nhiều điếu, thậm chí được nhiều hộp nữa. Chiếc tủ này hiện tại có giá là trên 19 triệu một xíu, nhưng với 2 công năng là bảo quản rượu vang và uống xì gà, Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.